Thời gian qua, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra liên tiếp các vụ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Thời gian này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện, thị, thành phố tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke. Qua kiểm tra đột xuất, đoàn đã phát hiện nhiều tồn tại về phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ như hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn chưa đảm bảo, đầu nối hệ thống điện không theo quy chuẩn. Qua đó đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đang bị lỗi cái hệ thống điện của cái báo cháy, các trang thiết bị báo cháy thì cũng một phần là cũng không đảm bảo được. Thì sẽ trong thời gian gần nhất thì bọn em sẽ xử lý lỗi. Trên địa bàn tỉnh hiện có 339 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Các cơ sở trước khi đi vào hoạt động đều đã được hướng dẫn đảm bảo đầy đủ các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sau 2 năm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một số tiêu chuẩn đã không còn đáp ứng yêu cầu. Trong gần 1 tháng, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra 217 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, phát hiện 23 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và ra quyết định đình chỉ hoạt động với 2 cơ sở vi phạm. Bọn em kinh doanh karaoke cũng được 10 năm rồi. Thì trong thời gian hoạt động thì cũng có nhiều quán xảy ra cháy nổ. Là quán cũng rút kinh nghiệm, là cũng theo chỉ đạo của phòng cháy chữa cháy của tỉnh thì bọn em cũng sắm thiết bị chữa cháy gồm máy bơm, rồi bình chữa cháy, rồi tất cả những về hệ thống đèn, điện. Hôm nay mà đoàn đi kiểm tra còn cái gì mà thiếu sót thì gia đình sẽ, quán cơ sở sẽ khắc phục và hoàn thiện nốt. Tập trung cao độ đối phối hợp với công an các huyện thành thị đã tổ chức hoàn thành xong 12 trên 12 các huyện thị. Hiện nay chúng tôi đang tập trung vào các cái cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Việt Trì và chúng tôi dự kiến là sẽ hoàn thành kế hoạch kiểm tra trước ngày 20 tháng 9. Karaoke là dịch vụ kinh doanh có điều kiện, một trong các điều kiện là phải bảo đảm phòng chống cháy nổ. Cần tắc vô áy náy, rõ ràng cần có sự chuẩn bị cẩn trọng, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng trong quản lý điều hành và ý thức trách nhiệm của người dân về giảm thiểu thấp nhất nguy cơ thiệt hại do cháy nổ gây ra.